Trong hai ngày 7 và 8 tháng 12, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam phát động chiến dịch môi trường sạch, cuộc sống xanh lần thứ 8 năm 2022 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chương trình môi trường sạch, cuộc sống xanh được công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam phát động từ năm 2015 nhằm tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức của nông dân về bảo vệ môi trường và sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Tham gia chương trình, bà con sẽ thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật không phân biệt công ty sản xuất đã qua sử dụng bị vứt ngoài đồng ruộng, trong các vườn cây ăn trái, ở những nơi công cộng, mang đến các điểm thu gom và đổi lấy những phần quà thiết thực. Sau 2 ngày phát động, chương trình thu hút khoảng 1.000 nông dân tham gia với hơn 5 tấn vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật các loại được thu gom. Tất cả các vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật này sẽ được tập kết và xử lý theo đúng tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe và môi trường.